Ok, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở với Long Huy Audio. Và tiếp tục trong ngày hôm nay thì em vừa về được một lô súp các bác nhé. Mazda 30 model M623 các bác nhé. Con này là phân khúc của EV Pro. Và đặc điểm đặc trưng của dòng súp này thì bên trong thì các bác biết rồi. Đúng, đối với tất cả những dòng súp của EB thì đều phải là dây nguồn 3 chân các bác nhé. Để rất xịn này. Đúng không ạ? Hôm nay thì thời tiết rất là lạnh luôn. Hôm nay thì thời tiết thì chỉ có 8 độ C thôi các bác nhé. Ngoài miền Bắc này rất là rét. Trời rét này mà các bác ở nhà hát karaoke mà có thêm súp vào nữa thì quá tuyệt vời rồi các bác. Đấy, rất là ấm cúng luôn đúng không ạ? Ok, thì đây là toàn bộ hình thức của cục súp này. Cục này thì em sẽ bỏ vào để mở nội thất cho các bác cùng xem. Cục này thì em sẽ bỏ vào để test chất âm thanh các bác nhé. Anh bóc nút cục này anh. Đấy, còn nguyên đai nguyên kiện này. Đấy, nguyên tem mác đây các bác nhé. Đấy, vẫn còn tem niêm phong của công ty. Đấy, đặc điểm đặc trưng rồi. Bên trong thì đều dây ba, dây nguồn ba chân hết các bác nhé. Một đặc điểm đặc trưng của cái dòng súp đến từ EV Pro đúng không ạ? Phân khúc này phân khúc Mazda 30. Mazda 30 model là M623. Con này thì nhân tiện đây thì công bố giá luôn cho các bác nhé. Con này thì là 3.100.000 đồng, bao ship cốt toàn quốc luôn cho các bác. Đấy, cho toàn thể các bác luôn đúng không ạ? Đấy, vỏ thùng này, nguyên đai nguyên kiện đây này. Đấy, công bố giá luôn không tí nữa. Các bác thắc mắc là không biết giá thành của con này là bao nhiêu đúng không ạ? Đấy, ok, con này thì em sẽ cho test chất âm xong. Anh mở nội thất cũng kia cho em. Em mở thất con này đi. Đấy, con này thì em sẽ giới thiệu cho các bác. Con này thì vẫn còn nguyên tem mác bảo hành này. Mở thất con đấy đi anh. Đằng sau con này sẽ súp điện này hơi các bác nhé. Đấy, con này sẽ súp điện này hơi này. Các bác có thể chơi hai nguồn sử dụng chính này. Thứ nhất là nguồn hơi và thứ hai là nguồn điện này. Đấy, nguồn hơi này các bác cắm trực tiếp thẳng nguồn tín hiệu vào in súp này. Được tín hiệu ra vào trực tiếp thẳng bát loa. Các bác có thể chỉnh những con vang hoặc những con đẩy nhà mình các bác nhé. Đấy, và chơi điện này các bác cắm trực tiếp thẳng nguồn điện 220V vào cái ổ nguồn này. Đúng không ạ? Bật công tắc bật mở lên. Đấy, thì cái dây sẽ màu xanh trên này sẽ nhảy lên thì là ok các bác nhá. Đấy, và chỉnh volume tổng của súp này. Tần số súp bên này các bác nhá. Bên dưới sẽ là đường tín hiệu lời ra này. Đấy, công tắc đảo pha đây. Đấy, các bác là chơi vang đẩy đến vang âm ni này thì các bác có thể để chơi đường line in này các bác nhá. Chơi đường tín hiệu line in này. Một cái là M623. Đây là một phiên bản mới nhất của năm 2024 các bác nhá. Mới nhất của năm 2024, cũng có thể nói là đầu năm 2024. Xin lỗi các bác. Cũng có thể nói là cuối năm 2023 và đầu năm 2024 các bác nhá. Một phiên bản bên em vừa cập bến về đến năm Huy Audio. Đấy. Vừa cập bến về đến năm Huy Audio các bác nhá. Nên là giá thành bên em vẫn đang trợ giá rất là nhiều. Con này chỉ có 3.1 triệu thôi các bác nhá. Công suất cực đại sẽ là 650W này. Website của EB đầy đủ này. Đấy. Và làm hoàn toàn theo công nghệ của Mỹ các bác nhá. Đấy, tem mác thông số sơ sơ này. Đầy đủ đây đúng không ạ? Bên dưới sẽ là lỗ thông hơi này. Đấy. Màu sơn thì sơn sần rồi, chống bụi cũng như chống xước rồi các bác nhá. Đấy, bên cạnh sẽ là hai cái tay cầm này. Đấy, hai cái tay cầm để các bác di chuyển nha các bác nhá. Đấy, con này thì các bác một mình di chuyển đi vẫn rất là dễ dàng luôn đúng không ạ? Đấy, bên trên bát này. Dây cao su các bác nhá. Tem chống hàng giả nhái công ty EB Pro này, có mã QR với website. Đấy, các bác có thể vào trực tiếp website có trả sản phẩm nhá. Bên dưới này thì sẽ là logo của EB Pro này. Đấy, được dập chìm thẳng vào trong này đúng không ạ? Một mẫu súp rất là hiện đại, bên ngoài sẽ là một lớp màng căng. Ê căng bằng mặt mạ nhôm phay cao cấp. Tạo độ cứng cáp cho dùng súp cũng như là bảo vệ được mặt mát bên trong đúng không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một phân khúc súp Mazda 30 đến từ thương hiệu EB Pro vừa cho ra mắt dòng sản phẩm súp Mazda 30 M623 các bác nhé. Ok, anh em sẽ tiến hành tháo hết nội thất ruột gan của con này ra. Đấy, côn từ con này cho các bác cùng xem bên trong luôn đúng không ạ? Đầy đủ nội thất ruột gan bên trong con này các bác nhé. Anh em đang tiến hành tháo đây. Đấy, em sẽ hy sinh một cục để tháo nội thất cho các bác cùng xem bên trong. Hy sinh một cục ra để tháo cho các bác cùng xem. Đấy, khi các bác nào đang quan tâm những dòng súp như thế này hoặc là những súp Mazda 40 thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên Nam Huy 0976 366 855 để bên Nam Huy tư vấn và đặt hàng các bác nhé. Cần cao su này rất là đẹp. Sắp Tết rồi đúng không ạ? Còn chưa đầy 50 ngày nữa tôi lời Tết rồi. Đấy, các bác nhanh tay sắm cho mình những cục súp này hoặc những dàn karaoke gia đình để các bác có thể chơi Tết các bác nhé. Bởi vì là đơn vị vận chuyển thì người ta cũng sẽ nghỉ rất là sớm thôi. Đấy, nghỉ rất là sớm thôi. Các bác nào mà đặt sát Tết quá thì hàng chắc chắn là không thể nào mà chơi Tết Nguyên Đán được các bác nhé. Đấy, không thể nào mà chơi Tết trong dịp Tết Nguyên Đán được nên các bác thông cảm nhé. Đấy, nên các bác phải đặt sớm nhất có thể đúng không ạ? Ok, đây là toàn bộ côn từ của này. Đấy, toàn bộ côn từ của này, bát này,
T-Bass 30, con này công suất rất là khủng luôn nhá. T-Bass 30 thôi. Đấy, nhưng con này công suất rất là khủng luôn mà đập rất là hay. Chất âm con này đập rất là hay con nhá. Côn từ đầy đủ đây này. Côn từ này. Nhện loa này các bác nhá. Đấy, xương đây. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây là sẽ có một cái lớp kê để các bác có thể vít vào không bị vào bát loa các bác nhá. Có lớp kê bên ngoài. Một lớp kê bên ngoài đây. Để em sẽ cho các bác cùng xem. Một lớp kê như thế này để các bác kê lên trên này. Đúng không ạ? Lớp bằng nhựa nha các bác nhá, nhựa cao cấp. Đấy, các bác kê vào đây, các bác vít vào thoải mái mà nhìn nó đẹp hơn đúng không ạ? Nhìn nó bắt mắt hơn, nhìn đẹp hơn. Ở bên trong thì không có gì thay đổi thôi. Đấy, vẫn là bông tiêu âm cũng như là vỏ thùng thôi các bác nhá. Cũng là bông tiêu âm và vỏ thùng thôi. Bên trong thì không có gì thay đổi rồi. Bát thì rất là đẹp rồi các bác nhá. Ok, thì đây toàn bộ bảng mạch bên trong con này. Con này thì bảng mạch hai lớp rồi. Rất là xịn. Toàn bộ bảng mạch con này các bác nhá, tụ này. Đấy, tụ con này các bác nhá. Bảng mạch hai lớp con này. Con này thì cam kết các bác 100% là linh kiện chân đồng hết rồi. Linh kiện chân đồng hết rồi. Quả nguồn thì 100% là nguồn xuyến đồng rồi các bác nhá. 100% nguồn xuyến đồng này. Đấy, tem chính hãng của công ty này cũng như là website. Email của công ty đây, các bác có thể vào trực tiếp website có trả sản phẩm của các nhé. Ok, con này chạy có 2 sò thôi. Con này chạy 2 sò thôi các bác nhé. 2 sò thôi. Đây, một sản phẩm súp rất là tuyệt vời đến từ EB đúng không ạ? Mẫu súp mắt 30. Vừa cho ra mắt thương hiệu EB. Vừa cho ra mắt xong. Dịp cuối năm 2023 và đầu năm 2024 các bác nhé. Đấy, hôm nay thì em làm video về thức con này. Các bác nào quan tâm thì các bác có thể trực tiếp qua số điện thoại em ghi góc trái màn hình các bác nhé. Ok, thì bây giờ em sẽ tiến hành test qua một chút về chất âm thanh cho các bác nghe qua cái dòng súp như thế này. Tuy là mát 30 thôi nhưng mà đánh rất là khỏe luôn các bác nhá. Đánh rất là lực luôn. Em kết hợp với nó sẽ là đôi cây Y512. Dòng siêu lướt siêu xịn 15 huy. Con này thì bên em đang bán cực kỳ chạy trong năm vừa rồi các bác nhá. Con này thì chạy 3 được tiếng các bạn thôi. Một mát 30 và một chung một tép. Con này thì đang trợ giá khoảng 6.800.000 đồng này. Và một con đẩy liền vang đến từ thương hiệu EB Pro luôn đúng không ạ? Model là DAC X8+. Model là DAC X8+ các bác nhá. Con này thì chạy bằng 64 bit cộng của USA. Đây những tần suất xử lý âm thanh của nó rất là hay luôn. Mặt thì mặt mạ nhôm phay cao cấp rồi. Đúng ạ. Các bác nào lấy tổng combo như thế này, có một con đẩy liền vang DAC X8+ và một đôi loa JBL K512 như thế này thì giá chỉ còn có 13.300.000 đồng thôi các bác nhé. Tặng ngay cho các bác một bộ mic trị giá là 2.800.000 đồng. Đấy, tặng ngay cho các bác một bộ mic phần qua trị giá là 2.800.000 đồng trong dịp Tết Nguyên Đán cuối năm này các bác nhé. Ok, thì cũng khá là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Một cấu hình combo chỉ với 13.300.000 đồng thôi. Tặng ngay cho các bác một phần quà trị giá là 2.800.000 đồng. Quá là khủng rồi các bác nhé. Kết hợp thêm cả súp vào nữa thì đâu đó chỉ chênh lên một chút nữa là hơn 3 triệu một chút thôi. Đấy, chính xác ra thì rơi vào 16.400.000 đồng các bác nhé. Bây giờ sẽ hỗ trợ lắp đặt tại nhà, bán kính dưới 100 km. Nên các bác yên tâm các bác nhé. Các bác cứ chơi những sản phẩm bên Nam Huy Audio cung cấp ra thì em sẽ hỗ trợ lắp đặt tại nhà, bán kính dưới 100 km. Ok, thì các bác nào quan tâm thì có thể đến trực tiếp qua bên em đúng không ạ? Cũng sắp Tết rồi, còn chưa đầy 50 ngày nữa thôi các bác nhé. Ok, tiến hành test qua một chút về chất âm thanh cho các bác cùng nghe qua. Đầu tiên sẽ là một bản châu súp coi nhé. Đây, sẽ nghe một bản nhạc về Tết cho nó vui vẻ hơn các bác nhé, cho nó rộn ràng hơn đúng không ạ? Đây là chưa đầy một tí súp rồi nhé các bác nhé. Súp lên các bác nhé. Tuy là mắt 30 đập rất là căng này. Mắt 30 đập rất là căng các bác nhé.
Đây vừa rồi các bác được cảm nhận qua chiếc âm thanh về cục súp M623 rồi các bác nhé. Các bác đang quan tâm cái dòng súp như thế này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Lam Huy Audio các bác nhé, 0976 366 855 để bên tư vấn và hàng các bác nhé. Và hiện tại với giá niêm yết của con này thì bên em đang trợ giá khoảng 3.100.000 đồng thôi, bao ship code toàn quốc rồi các bác nhé. Nên các bác nhanh tay đặt hàng thôi, số lượng có hạn các bác nhé. Ok, thì bây giờ bên em xin kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.